What do you think? I might teeth again. Implant là một thành tựu vượt trội của nha khoa giúp cho bệnh nhân mất răng lấy lại được khả năng ăn nhai cũng như tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, khi nói về implant thì chúng ta sẽ khó hình dung ra được. Vậy thì implant có thể giải quyết được những trường hợp mất răng như thế nào? Hôm nay thì hãy cùng tôi tìm hiểu chủ đề này thông qua các video của các bạn đã gửi về cho bác sĩ trong tuần vừa qua. Ngay bây giờ. Nhìn không biết đâu là răng giả, đâu là răng thật ý. Đây là cắm implant 1 răng cửa, phần mão răng được lắp khít sát với lợi, rất là thẩm mỹ. Ở video chúng ta vừa xem thì có thể dễ dàng thấy bệnh nhân đang được lắp một cái mão sứ hoàn thiện và chân răng implant sau quá trình tích hợp xương hoàn thành. Nói một cách dễ hiểu là khi bệnh nhân bị mất một răng cửa và lựa chọn trồng răng implant thì bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám đo đạc vùng cấy ghép để lựa chọn trụ phù hợp cũng như là khoảng cách phù hợp để lắp mão sứ ở phía trên. Quá trình phẫu thuật, một trụ implant diễn ra tương đối nhẹ nhàng và một số bệnh nhân thì có thể được cắm trụ implant và lên răng tức thì vào vùng răng mất ngay trong 24 giờ sau khi phẫu thuật. Tuy nhiên, cái khó nhất của phương pháp này là phải làm sao để răng đạt được tính thẩm mỹ như răng thật, đặc biệt là khi vị trí mất răng còn ở vùng răng cửa. Nhìn qua video thì chúng ta có thể thấy chiếc răng này có hình dáng và màu sắc khá đồng nhất với các răng bên cạnh. Việc răng bám sát vào phần lợi phía trên như thế cũng tạo cảm giác như một răng thật. Và không chỉ thẩm mỹ thôi đâu, implant một răng còn giúp đảm nhiệm chức năng ăn nhai, cắn xé giống tới 95% như một chiếc răng thật. Ơ, sao nói trồng răng implant mà lại bắt cầu thế kia? Đây là cầu răng trên implant chứ không phải là phương pháp bắc cầu răng sứ truyền thống, mà phải mài nhỏ hai răng thật bên cạnh chỗ mất răng để làm cầu đâu. Cầu răng trên implant là bạn chỉ cần cắm hai trụ thay thế cho chân răng đã mất vào vị trí ba răng mất liền kề nhau. Như trong video là bệnh nhân đã được thực hiện lắp răng 5, 6, 7. Khi đó thì hai trụ implant sẽ được cấy vào vị trí răng 5 và răng 7 để làm trụ cầu, sau đó sẽ làm cầu 3 răng liền nhau ở phía trên thay vì phải trồng 3 trụ implant liên tiếp. Có thể liệt kê những ưu điểm lớn của cầu răng trên implant, đó là giảm xâm lấn khi phẫu thuật, thời gian sử dụng lâu dài, đặc biệt là giúp tối ưu về chi phí đáng kể. Vì vậy, nếu bạn hoặc người thân đang bị mất răng ở những vị trí răng liền kề nhau thì có thể yên tâm để bác sĩ thực hiện phương pháp cầu răng trên implant như thế này nhé. Đây là video nói về quá trình trồng răng implant Odontor khá là đầy đủ của một bệnh nhân nữ. Implant Odontor toàn hàm sử dụng 4 trụ implant đặt trong xương hàm nâng đỡ cầu răng 12 răng sứ phía trên. Như tôi đã nói ở các video trước về phương pháp toàn hàm này rồi. Đây là một kỹ thuật khó nên khi thực hiện, bác sĩ sẽ cần tính toán các điểm đặt trụ sao cho chính xác nhất trên các thiết bị máy móc hỗ trợ. Điều đáng nói ở đây là bệnh nhân sau khi được lắp hàm răng mới đã thực sự rất hạnh phúc. Lý do cũng rất dễ hiểu, đó là một khoảng thời gian rất dài mà bạn phải sống với một hàm răng hết sức kém thì không chỉ sức khỏe mà tâm lý cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Chính vì thế mà sau khi được lắp một hàm răng mới thì thực sự bệnh nhân có rất nhiều cảm xúc riêng. Thì đây là một hình ảnh rất đẹp, và trong suốt khoảng thời gian làm việc ở phòng khám, tôi đã chứng kiến rất nhiều những bệnh nhân của mình có những cảm xúc như thế này sau khi lắp răng. Đôi khi trồng răng implant không chỉ lấy lại hàm răng để ăn nhai cho bệnh nhân mà còn giúp cho một con người có được một cuộc sống mới tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu có bất cứ băn khoăn gì liên quan đến các vấn đề nha khoa thì hãy liên hệ với chúng tôi. Tôi và đội ngũ chuyên gia sẽ giúp các bạn trả lời những câu hỏi đó. Xin chào và hẹn gặp lại.